Lời chứng của Quy Crit Lukubika của xứ Congo Phần 2, cựu Satanic bật mí bí mật của chế độ tranh chiến của Satan Thưa các anh chị em, con rồng đã mang chiến tranh đến trái đất Thưa các anh chị em, có một cuộc chiến tranh hoành hành hàng thiên niên kỷ Đó là một cuộc chiến tâm linh Trận chiến là có thật Kinh Thánh cho biết trong Khải Huyền 12, 7, 9 và có chiến tranh trên trời Michael và các thiên thần của ông đã chiến đấu chống lại con rồng, và con rồng đã chiến đấu và các thiên thần của nó và không thắng, nơi của họ cũng không được tìm thấy nữa trên thiên đàng. Và con rồng lớn đã bị đuổi ra, con rắn già đó gọi là ma quỷ và Satan, nó lừa dối cả thế giới, nó bị đuổi xuống đất và các thiên thần của nó bị đuổi cùng với nó. Nhiều người cứ nói với tôi rằng tôi nhìn thấy ma quỷ ở khắp mọi nơi. Nhưng sự thật là những con quỷ này đang chiến đấu với nhà thờ trong 24 giờ và chúng không hề nghỉ ngơi. Chỉ cần họ có hành vi tấn công, tôi sẽ để mắt đến họ. Bạn à, chúng ta không chỉ là kẻ chinh phục trong cuộc chiến này, nhưng chúng ta phải có ý thức về cuộc chiến này và chúng ta phải dấn thân vào cuộc chiến này. Con cái của Chúa là nạn nhân của cuộc chiến này vì họ không biết về cuộc chiến này. Họ đang thất bại khi đối đầu với kẻ thù nhiều con cái của Đức Chúa Trời không thực thi quyền hành chống lại kẻ thù. Cho rằng con rồng đã bị đuổi khỏi trái đất, ông đã mang lại cuộc chiến trên trái đất và thế giới của loài người. Ma quỷ có một sứ mệnh là cướp, giết và hủy diệt. Bạn không nhận ra và bạn không hiểu được mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến và sự thù địch này. Vì chúng ta không chiến đấu chống lại những kẻ thù bằng xương bằng thịt nhưng chống lại những kẻ thống trị và cai trị xấu xa của thế giới vô hình, chống lại những quyền lực hùng mạnh trong thế giới tối tăm này và chống lại những ác thần trên các nơi trên trời. Vấn đề là con cái Đức Chúa Trời không nhận ra rằng chúng ta đang ở trong một trận chiến, chúng ta không nhận ra rằng trái đất là chiến trường, không phải là nơi nghỉ ngơi. Sự thật, chúng ta sinh ra trong chiến trường. Khi chúng ta được sinh ra một lần nữa chúng ta đã được ghi danh vào quân đội của chúa và chúng ta ngay lập tức được triển khai ở tiền tuyến các nhà thờ ở tiền tuyến chúng ta đang ở trong mặt trận chiến tranh chúng ta không được không biết về thực tế của chiến tranh có chiến tranh trên trời và ma quỷ đã chiến đấu trên trời và bị đánh bại và bị đuổi đi chiến tranh chưa kết thúc vì rồng đã mang chiến tranh đến trái đất anh ta đang dẫn đầu sự thù địch mà chúng ta không thể bỏ qua trong cuộc xung đột này tôi thực sự là người chiến thắng linh hồn cho thế giới bóng tối mỗi đầy tớ và công nhân của ma quỷ là một người chiến thắng linh hồn cuộc chiến giữa thiên đường và địa ngục này là tất cả về linh hồn của con người có một trận chiến và sự thù địch chưa từng thấy đang diễn ra đối với linh hồn của những người sống trên trái đất bất cứ khi nào một cơ đốc nhân đang sống trong tội lỗi chết sẽ có một lễ kỷ niệm trong thế giới của satan cho mọi linh hồn bị bắt Tôi đã chiến thắng linh hồn cho ma quỷ và tôi sẽ giám sát đám tang và việc chôn cất những linh hồn mà tôi đã dành cho quỷ Satan. Những người theo thuyết Satan là những người chiến thắng linh hồn giống như Chúa Giêsu đã hướng dẫn các môn đồ của Ngài trở thành những người chiến thắng linh hồn, nhưng dân sự của Đức Chúa Trời không quan tâm đến linh hồn nữa. Tội tổ tông và sự trói buộc Anh em ơi, lần trước tôi đã nói mọi vấn đề của cuộc sống anh em đều có nguồn gốc bạn sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này trừ khi bạn phát hiện ra nguồn gốc vấn đề của mình bạn đang chiến đấu vì cánh cửa đã mở trong cuộc đời bạn nguồn gốc của vấn đề của tôi là do mối liên hệ giữa gia đình và tổ tiên của tôi tôi là nhà truyền giáo lukubika tôi sinh ra ở congo trong một quận của thủ đô trong một gia đình đạo công giáo từ thời thơ ấu tôi đã muốn trở thành một đô vật nổi tiếng toàn bộ sự việc bắt đầu là kết quả của sự ràng buộc về đất đai của tổ tiên thực tế dì của tôi là một bác sĩ phù thủy cô ấy đang bói toán làm việc với những linh hồn ô uế mọi người đến với cô ấy với những vấn đề và khó khăn của họ và cô ấy đang giải quyết vấn đề của mọi người bởi vì cô ấy là một người sùng đạo cho rằng dì của tôi là một phù thủy và là người đứng đầu của gia tộc mà bà ta đã ràng buộc cả gia đình và giao ước với ma quỷ vì vậy chúng tôi lớn lên trong một gia đình ràng buộc và ràng buộc hơn nữa cha tôi là một chính trị gia huyền bí người cũng có ảnh hưởng tâm linh trong cuộc sống của chúng tôi truyền thống gia đình và sự cai quản của tôi với kẻ thù là cánh cửa định hình cho cuộc đời tôi vì tôi đã bị kẻ thù tuyên bố những cánh cửa mở khiến ma quỷ xâm chiếm cuộc sống của chúng ta nhiều con cái của đức chúa trời bị các thế lực tà ác tuyên bố vì gia đình và giao ước của tổ tiên phát triển vào văn hóa đô vật thưa các anh em vì cửa ngõ và yêu sách của kẻ thù tôi bắt đầu khao khát trở thành một võ sĩ và đô vật nổi tiếng tuy nhiên tôi là một cậu bé trầm tính và tôn trọng im lặng và không nói nhiều tuy nhiên tuyên bố của kẻ thù khiến tôi hình dung mình là một đô vật chuyên nghiệp khi lớn lên tôi đăng ký theo học các môn thể thao như trận đấu olympic và trận chiến greco roman hãy hiểu rằng đây chỉ là một môn thể thao nhưng đấu vật không phải là một môn thể thao đấu vật là một cảnh tượng nó là văn hóa và nó bao gồm chủ nghĩa tôn giáo nó thực sự là một bộ môn huyền bí giống như yoga và những môn khác đó là một sự sùng bái giống như các hình thức khác của chủ nghĩa thần bí để trở thành một đô vật chuyên nghiệp tôi cần phải được khởi sướng và sùng bái đấu vật. Nhanh chóng tôi đến gặp người đại diện cho sự thần thánh của đấu vật trong nước. Ngay lập tức, tôi đã trải qua nghi lễ nhập môn và tôi hiến tế một con gà. Kẻ thù từ chối nói với tôi rằng con gà mà tôi phải chặt đầu trong nghi lễ là một mạng người. Cuối cùng, tôi được hướng dẫn để thả giọt máu của con gà này vào nước. Tôi đã phải đăng máu này trong nước, đó là một cổng thông tin. Và khi tôi làm như vậy, đôi mắt tâm linh của tôi trở nên mở ra và tôi thấy trên bầu trời thần thánh của đấu vật được gọi là Paul Berger, người đã chấp nhận hy sinh của tôi. Tôi thấy đầu anh ấy lơ lửng trên bầu trời, tôi thấy thần vật và không gian. Anh ta đang cười với tiếng cười và sự tán thành vô cùng. Kể từ ngày đó, tôi trở thành một đô vật chuyên nghiệp. Bất cứ khi nào có trận đấu vật, tôi phải tập hợp và biểu diễn. Trong những cuộc biểu diễn này, tôi đã mở rộng cái bụng của mình. Tôi đang gỡ đầu ra khỏi cổ. Tôi đã bị chôn sống trong ba ngày. Và khi tôi ở trên trái đất, tôi vẫn còn sống. Tôi muốn thách thức và mô phỏng cái chết và sự phục sinh của đấng Christ. Trên thực tế, tôi đã có một ngôi đền cá nhân. Và vào ngày biểu tình và biểu tình, tôi đã tự nhốt mình trong đền thờ và thông qua câu thần chú, một con quỷ đang thay đổi hình dạng và hình dáng của tôi anh ấy đã thay thế tôi và anh ấy đang thực hiện tất cả những cuộc biểu tình này trong thành phố thay cho tôi mọi người nhầm lẫn tôi với con quỷ đang biểu diễn vì anh ta đang nhận diện mạo của tôi trên thực tế đôi của tôi là một con quỷ thường bị chôn vùi trong nhiều ngày và khi anh ta ở trên trái đất anh ta vẫn còn sống và trong thời gian làm nghề đấu vật của mình tôi đã chiến đấu với thân thể của Chúa Giêsu Christ và tôi đã đánh lạc hướng công chúng khỏi những cuộc gặp gỡ của những người theo đạo cơ đốc bằng cách lôi kéo mọi người ra khỏi các buổi tụ họp truyền đạo. Thế giới Satan. Bạn à, một linh mục công giáo La Mã đã đưa tôi đến thế giới của quỷ Satan, nơi tôi đã ký một hiệp ước với hoàng tử của quỷ Belet, người xuất hiện dưới hình dạng một con rắn thần thoại. Đây là một thiên thần đầy quyền năng, kẻ đối nghịch với Chúa Giêsu anh ấy hướng dẫn tôi tham gia cuộc chiến của anh ấy chống lại con cái chúa đang chống lại anh ấy và chiến đấu với họ nhân danh vua của họ bạn ơi ma quỷ có thật anh ta có một quân đội toàn cầu và một chính phủ toàn cầu anh em ơi tôi đã nhìn thấy thế giới satan và nó có thật thế giới tuyệt vời và bí ẩn của satan được trang bị công nghệ tiên tiến vì mọi thứ tôi thấy trong thế giới của satan đều là công nghệ tiên tiến từ rất lâu trước khi chúng xuất hiện trên trái đất Tôi thấy công nghệ điện thoại di động, công nghệ thông tin, công nghiệp ô tô và các công nghệ khác. Trên thực tế, mọi công nghệ chúng ta có trên bề mặt trái đất đều bắt nguồn từ thế giới của Satan, bao gồm phương tiện truyền thông mới, mạng xã hội, World Wide Web, công nghệ internet, công nghệ vệ tinh, công nghệ vũ khí. Thế giới của Satan vượt trội về mặt công nghệ. Nó tiên tiến và có những ngôi nhà, những chiếc xe hơi, những quần tụ và những thành phố đô thị công nghệ hiện đại là một phát minh từ thế giới satan đừng nhầm ma quỷ là hoàng tử của thế giới này và vương quốc của thế giới này không phải của chúa hiểu rằng hầu hết công nghệ mới và phương tiện truyền thông mới đều có tính đa chiều anh em ơi khi tôi đến thế giới tiên tiến và tuyệt vời của satan dưới biển đỏ tôi đã ký một hiệp ước với hoàng tử của quỷ belet ngay sau khi ký hợp đồng với belet chính con quỷ đã đưa tôi đến ấn độ trên thực tế, ma quỷ đã biến tôi thành một con cáo và tôi nhìn thấy anh ta biến thành một con cú. Ngay lập tức chúng tôi bay về phía Ấn Độ, chính xác là sông Hằng, nơi anh ấy giới thiệu tôi với nữ thần tình yêu, nữ hoàng Jacqueline. Người ta gọi cô là Ganga ở Ấn Độ. Tôi nhớ khi chúng tôi bay trong không gian, tôi thấy nhiều ngôi nhà trên trái đất nhấp nháy ánh sáng đỏ và tôi tự hỏi. Nhanh chóng, ma quỷ trả lời tôi và nói với tôi: con trai của tôi, những ngọn đèn đỏ đang nhấp nháy từ những ngôi nhà này là tín hiệu và biểu tượng của chúng tôi. Chúng đến từ những món đồ thuộc về chúng ta. Trên thực tế, trong nhiều ngôi nhà này, chúng là những bức tượng là nơi ở của những linh hồn ô uế. Có nhiều ngôi nhà, những đồ vật được hiến dân cho ma quỷ, chẳng hạn như búp bê trẻ em, quần áo, có biểu tượng và biểu tượng của quỷ Satan, đồ trang sức và nhẫn dành riêng cho ma quỷ, thậm chí cả những sản phẩm trang điểm mà ma quỷ đang nhấp nháy. Tất cả những thứ này được hiến dân cho quỷ đều là ánh sáng nhấp nháy. Tôi thấy rằng các đĩa CD và DVD của âm nhạc thế tục cũng nhấp nháy đèn đỏ. Sau đó, tôi cũng nhận thấy rằng có những người cũng đang nhấp nháy đèn đỏ. Và tôi tự hỏi. Ngay lập tức, ma quỷ nói, những người này thuộc về chúng ta. Thưa các anh chị em, tôi thấy rằng những người tội lỗi và những người theo chủ nghĩa satan và tất cả những người phục vụ ma quỷ đang nhấp nháy đèn đỏ và báo hiệu rằng họ là của ma quỷ sau đó ma quỷ tiết lộ điều gì đó đáng lo ngại cho tôi anh ấy nói với tôi con trai của tôi trong số những người thuộc về tôi và đang nhấp nháy đèn đỏ họ cũng là những cơ đốc nhân sống trong tội lỗi ma quỷ nói đây là những người không có chúa một quốc gia không có chủ. Satan nói với tôi, những cơ đốc nhân xác thịt này nghĩ rằng Chúa Giêsu Christ vẫn là Chúa của họ. Đúng vậy, họ sống cuộc sống theo sự trả giá của tôi và ý muốn của tôi thay vì làm theo ý muốn của chủ nhân của họ. Cho rằng họ đang làm theo ý muốn của tôi và nghe thấy tiếng nói của tôi, tôi thực sự là Chúa của họ. Cho rằng họ là một đám đạo đức giả sống trong tội lỗi, chủ nhân của họ không biết họ nữa. Kinh Thánh chép trong Matthew 7, 23 Vậy thì ta sẽ tuyên xưng với họ rằng ta chưa hề biết các ngươi Hỡi kẻ làm việc ác, hãy lìa xa ta Kinh Thánh nói trong gian 8, 32, 33 Và các ngươi sẽ biết lẽ thật Và lẽ thật sẽ khiến cho các ngươi được tự do Nếu các ngươi giữ lời ta Các ngươi thật sự là đệ tử của ta Thì các ngươi sẽ biết lẽ thật Và lẽ thật sẽ giải thoát các ngươi Ma quỷ nói với tôi, những tín đồ sống trong tội lỗi này là môn đồ của tôi Vì họ vâng theo tiếng tôi Họ làm theo ý tôi và sự trả giá của tôi Chủ của họ không còn là chúa của họ nữa Vì họ tuân theo tiếng nói của tôi Tôi đã nhận chúng làm con của mình Và chúng thuộc về tôi vì chúng sống trong tội lỗi Các em nhỏ, đừng ai lừa dối các em Người thực hành sự công bình là công bình Cũng như đấng cơ là công bình Kẻ thực hành tội lỗi là của ma quỷ vì ma quỷ đã phạm tội ngay từ ban đầu. Một giang ba, bảy, tám. Không phải ai nói với tôi rằng, lạy Chúa, Chúa sẽ được vào nước thiên đàng, nhưng chỉ ai làm theo ý muốn của cha tôi ở trên trời. Ma thi ở bảy, hai mươi Hỡi con cái của Đức Chúa Trời, các con phải hiểu rằng những ai làm theo ý muốn của kẻ ác là của ma quỷ. Sau khi bay trong không gian, Cuối cùng chúng tôi đã đến Ấn Độ, nơi mà quỷ giới thiệu tôi với nữ thần tình yêu, Jacqueline. Nàng tiên cá này là một người vợ thiên liêng. Tôi đã phải hy sinh rất nhiều để có thể cưới được cô ấy. Theo thời gian, cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn. Kết quả là tôi không thể kết hôn với một người phụ nữ mệnh thổ. Có rất nhiều sự kiên cử, quy tắc và hạn chế. Sau đó, bạn bè và gia đình của tôi nhận thấy rằng tôi không có bạn gái và một người phụ nữ trong cuộc sống của tôi họ bắt đầu gây áp lực buộc tôi phải kết hôn tôi tiếp tục yêu cầu chia tay tôi đã phải thương lượng với ma quỷ để đoạn tuyệt với vợ tôi nữ thần tình yêu jacqueline và cuộc ly hôn này không hề dễ dàng đối với nữ hoàng si tình đã yêu tôi và cô ấy nói rằng tôi đã mang lại niềm vui trong cuộc sống của cô ấy cuộc ly hôn có thể xảy ra nhờ sự hy sinh của con người vì lucifer yêu cầu tôi hiến tế con người và máu người để đóng dấu cuộc ly hôn này vũ khí chiến tranh chống lại hội thánh của đấng kirik thưa các anh chị em có sự hỗn loạn trên thế giới này có một cuộc chiến tranh thế giới tâm linh khiến nạn nhân ở khắp mọi nơi sự thiếu hiểu biết là chết người trong cuộc xung đột này có những con mồi nạn nhân của chiến tranh ở khắp mọi nơi họ là những kẻ tàn bạo và tù nhân chiến tranh ở khắp mọi nơi nhiều người bị thương trong sự thù địch này họ là những người bị bắt và tù nhân bị dẫn đến bị giam cầm khi tôi được triển khai trong cuộc chiến của ma quỷ chống lại thế giới loài người này tôi đã đánh sập một cây cầu chiến lược ở đại lộ quốc gia khi ma quỷ hỏi tôi rượu vang đỏ chiếc xe tải chở người lao xuống nước và người ta chết rượu vang đỏ là máu của con người khi hiến tế con người là nền tảng của thế giới satan cuộc sống của tôi là tất cả về sự hy sinh của con người và máu của con người trên đường phố khi đụng phải một người phụ nữ mang thai ngay lập tức đứa con của cô ấy bị quét vào thế giới satan trong một số trường hợp bị đánh cắp và thay thế bởi một đứa trẻ của thế giới satan khi tôi ghi danh vào đội quân của satan ma quỷ đã tiết lộ kẻ thù của nó cho tôi thứ nhất ma quỷ nói với tôi rằng ông ta là đức chúa trời và là đấng tạo hóa ông ấy là cha tôi và tôi là con trai của ông ấy nhiều người theo thuyết satan cho rằng ma quỷ là đấng sáng tạo thực ra ma quỷ bảo tôi gọi ông ấy là bố tôi đã gọi anh ấy là bố ma quỷ nói rõ rằng con người thuộc về anh ta tuy nhiên có một nhóm người trong số con cái của những người đàn ông đang chống lại anh ta những người này đang dẫn đầu một cuộc chiến và trận chiến chống lại anh ta và chống lại anh ta nhân danh chúa của họ. Khi ma quỷ triển khai tôi chống lại hội thánh của Chúa Giêsu Christ, hắn đã đưa cho tôi danh sách 12 mục sư. Tôi được giao nhiệm vụ tiêu diệt 12 mục sư trong thành phố. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi đã được giao cho một trung đoàn các thiên thần sa ngã theo ý của tôi. Tôi có một chiếc gương ma thuật cho phép tôi hình dung thế giới linh hồn và thế giới vật chất bất cứ ai nhìn vào chiếc gương này sẽ bị mù và trở nên điên loạn đây là một công cụ giám sát tôi được chỉ định vào nhà thờ và gây ra sự tàn phá và tôi được khuyến khích đừng bao giờ chỉnh mãn sau đó tôi bắt đầu làm việc trong nhà thờ để loại bỏ sự hiện diện của chúa giao ước chúa lập với dân israel là một liên minh của sự thánh hóa và sự thánh hiến nhưng ngày nay không có sự thánh thiện và lời cầu nguyện không thịnh hành vì lửa ngoại lai và kỳ lạ trong nhà thờ. Để loại bỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong nhà thờ địa phương, tôi đã gieo rắc sự vô luân, chia rẽ và không cầu nguyện. Tôi đang làm việc trong nhà thờ để xóa bỏ sự trong sạch và thánh thiện. Và để loại bỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời, tôi đã trải bột đen trong nhà thờ để gây mê hoặc dân sự của Đức Chúa Trời. Có ma quỷ trong bột đó kết quả là có những lời đàm tiếu trong nhà thờ vu khống và chia rẽ tôi đang gây ra sự mất tập trung và vô luân trong nhà thờ một cách hiệu quả và tôi đã ngăn dần đức chúa trời trong sự dân hiến vì sợ sự thịnh vượng và đột phá tôi đã làm việc trong nhà thờ để ngăn cản con dân của đức chúa trời kết thúc buổi lễ bất cứ ai rời khỏi nhà thờ trước khi lời cầu nguyện chúc phước của mục sư đều không được bao phủ bởi chúa và tôi có thể tấn công anh ta Thưa các anh chị em, tôi muốn nói về nhiệm vụ mà ma quỷ đã giao cho tôi chống lại hội thánh của Chúa Giêsu Christ. Kinh thánh cho biết trong Giô-suê một ba mọi chỗ mà lòng bàn chân ngươi sẽ dẫm lên mà ta đã ban cho ngươi như ta đã nói với môi xe. Con cái của Đức Chúa Trời nên học cách chiếm hữu các lãnh thổ mới. Tôi nhớ khi tôi muốn hoạt động ở một nơi, tôi sẽ bắt đầu bằng cách chiếm hữu nơi đó bằng cách chặn bốn góc của nơi đó. Tôi đang niêm phong bốn góc của thành phố, làng mạc và quần Khi tôi bắt đầu chiến đấu với những người theo đạo cơ đốc, tôi đã gửi cho họ những mũi tên Satan và những tên sát nhân. Tôi nhớ một ngày ma quỷ sai tôi chống lại một mục sư. Khi tôi cố gắng đối mặt với người đàn ông của Đức Chúa Trời này, nhanh chóng, tôi nhận thấy rằng anh ta được bao phủ bởi máu của Chúa Giêsu. Máu của Chúa Giêsu vượt quá sự hiểu biết. Máu bí ẩn của đấng Christ đang xoay chuyển như một cơn lốc. Hỡi anh em, anh em phải học cách gọi huyết của đấng cơ Rích và cẩn thận với những người của Đức Chúa Trời chống lại huyết. Trong cuộc xung đột tâm linh này, khi tôi đang phẫu thuật trong bệnh viện, tôi đã đối mặt với những người theo đạo cơ đốc và tôi thấy họ được bao quanh bởi máu của đấng cơ Rích, có tính chất điện. Có những điện tích và áp suất phát ra từ máu bí ẩn của Chúa giê -xu. Bạn không thể đến gần máu. Không ai trong thế giới linh hồn có thể chịu được năng lượng, áp lực và dòng điện tự máu của Chúa Giêsu vì nó là một không gian khác. Mặt khác, sự vắng mặt của đời sống cầu nguyện và sự thánh hóa có nghĩa là bạn không được bao phủ bởi máu của Chúa Giêsu. Bạn sẽ bị những mũi tên độc ác tiếp cận và bạn sẽ bị ống và không bệnh viện nào có thể chữa khỏi cho bạn khỏi những mũi tên của thế giới Satan. Trong cuộc chiến và chiến đấu chống lại con cái Chúa, khi tôi đến thăm các nhà thờ trên khắp thành phố để tấn công con cái Chúa, tôi bắt đầu nhận thấy những chiến binh khổng lồ mặc áo giáp đang ở giữa dân chúa họ đang di chuyển xung quanh và bảo vệ nhà thờ tôi đã nhìn thấy những chiến binh này mặc áo giáp bằng vàng và thiên thanh ở nhiều nhà thờ và tôi nhận thấy rằng họ thực sự rất to lớn một ngày nọ tôi hỏi ma quỷ là những người lính khổng lồ này vì họ mặc áo giáp vàng và họ cầm kiếm ma quỷ nói với tôi những chiến binh mặc áo giáp vàng và thiên thanh mà bạn nhìn thấy trong quân phục là những người cầu thay đây là những người cầu nguyện cho các nhà thờ họ luôn cầu nguyện và họ cầu nguyện không ngừng kết quả là họ được mặc áo giáp thiên thanh vì họ là những người bảo vệ và bảo vệ nhà thờ thưa anh chị em bất cứ khi nào một tín đồ phát triển đời sống cầu nguyện khi con cái đức chúa trời cầu nguyện không ngừng họ sẽ nhận được áo giáp bằng vàng cho rằng những người cầu thay luôn cầu nguyện, trong thế giới linh hồn, họ được coi là những người khổng lồ và họ trông giống như những chiến binh mặc áo giáp vàng. Bạn càng cầu nguyện nhiều, bạn có khả năng được mặc áo giáp của Chúa. Đời sống cầu nguyện khiến một tín đồ phải dấn thân và mặc áo giáp thiên tử cho chiến tranh. Kinh thánh nói rằng hãy mặc lấy áo giáp đầy đủ của Đức Chúa Trời để bạn có thể chống lại âm mưu của ma quỷ, vì cuộc đấu tranh của chúng ta không phải chống lại xác thịt Xem F6, 11, 18 Thật không may, những ngày này có những nhà thờ đang thiếu những người nam và người nữ cầu nguyện Kết quả là tôi đã có thể vào các nhà thờ lớn và gây ra sự tàn phá Hỡi các anh em, khi tôi dẫn đầu cuộc chiến chết chóc này chống lại con cái của Đức Chúa Trời Tôi đã đối mặt với các thiên thần Tôi đã từng khai cuộc sát chết trong nghĩa trang để làm nghi lễ và câu thần chú trước khi chơi đấu vật đó là lúc tôi bắt đầu bắt gặp những thiên thần sáng được đặt xung quanh ngôi mộ của tín đồ. Những sinh vật được gọi là thiên thần này là ánh sáng vô cùng lớn. Chúng là nguồn năng lượng to lớn. Bạn không thể đến gần thiên sứ của Chúa. Có hai lần, tôi đến Nghĩa Trang để khai cuộc hài cốt của dân Chúa. Nhưng tôi đã thấy những thiên thần sáng chói và mạnh mẽ hướng dẫn các ngôi mộ và nghĩa địa. Trên thực tế, phần còn lại của dân chúa được bảo vệ bởi các thiên thần phát sáng đóng quân xung quanh ngôi mộ thiên thần là có thật và mạnh mẽ khi bạn nhìn thấy chúng bạn sẽ không bao giờ giống nhau tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột trong thế giới linh hồn khi tôi bắt đầu chiến đấu với con cái của đức chúa trời có một trận chiến thực sự và sự thù địch trong thế giới vô hình đối với con cái của đức chúa trời đã được bao bọc bởi lửa và được bảo vệ bởi quân đội và các thiên thần chiến đấu thường thì tôi gặp các thiên sứ vĩ đại của chúa đang canh gác trên giường của con cái chúa khi tôi đang gây ra sự tàn phá trong bệnh viện tôi cũng nhìn thấy các thiên thần của chúa trong nhà của con cái chúa và xung quanh phòng ngủ của họ anh em ơi để đến thăm mặt trời các phi hành gia mặc những bộ quần áo có thể bảo vệ họ khỏi cái nóng và chúng ta biết rằng khi họ đến thăm mặt trời họ phải giữ một khoảng cách và họ không thể đến gần vì những tia sáng của mặt trời đây là tình huống mà tôi phải đối mặt khi đến để tiêu diệt con cái của đức chúa trời ở đó tôi được bao phủ bởi năng lượng và sức mạnh vũ trụ nhưng bất cứ khi nào tôi đến gần những đứa con của chúa tôi đều nhìn thấy những thiên thần sáng chói một số con có cánh một số con không có cánh hỡi các anh em những sinh vật thiên thần này rất to lớn phi thường và chết chóc và bạn không thể đến gần các thiên thần tương tự như mặt trời các thiên thần của chú phát ra ánh sáng và những tia lửa giống như mặt trời sẽ hủy diệt bất cứ ai đến gần hơn vì vậy chúng tôi luôn giữ một khoảng cách tương đối để tránh những tia thiên thần có thể đốt cháy bất cứ ai vi phạm giới hạn khi tôi nhìn thấy những thiên thần xung quanh niềm tin của tôi không còn như trước nữa những người này khác với con người và họ không sống trên cạn chúng có các cơ quan phosphorus chúng có thể xâm nhập và đi xuyên qua những vật cứng rắn trong cuộc chiến này, ma quỷ liên tục nói với tôi, hỡi con trai của ta, nếu một chiến lược không hiệu quả với con cái Chúa, thì con phải luôn thay đổi chiến lược. Bạn phải có sự kiên nhẫn và bạn phải quyết tâm. Bạn không bao giờ được bỏ cuộc. Thưa các anh em, nhiệm vụ của tôi là giết 12 mục sư trong thành phố. Và khi tôi phát động cuộc chiến chống lại 12 mục sư này trong nước, tôi bắt đầu tìm kiếm tính hợp pháp và những cánh cửa rộng mở tôi tìm kiếm tội lỗi và tài sản của ma quỷ trong cuộc sống của họ để tiêu diệt chúng nhưng hầu hết những người này của đức chúa trời là những người cầu nguyện và họ sống trong sự thánh khiết họ sống cầu nguyện và kiên ăn kết quả là họ bị bao phủ bởi ngọn lửa cực lớn tôi không thể đến gần họ vì họ là ngọn lửa cho rằng tôi đã quyết tâm và kiên trì cuối cùng tôi phát hiện ra rằng một trong những mục sư này có lòng tham trong lòng vì anh ta thích tiền đây là tính hợp pháp giúp tôi có thể tiêu diệt hắn nhanh chóng tôi đã cầu nguyện ma thuật kết quả là một túi tiền khổng lồ xuất hiện trong chùa của tôi số tiền này đến từ thế giới của satan và nó đã bị nguyền rủa tôi nhanh chóng lấy tiền đến nhà thờ và tôi đưa cho người đàn ông của đức chúa trời người đã thích tiền khi anh ta đã nhận tiền và bắt đầu sử dụng nó ngay lúc đó anh ta bị trói và tôi đã bắt được anh ta trên thực tế tôi đã mua linh hồn và chức vụ của anh ta bằng số tiền bị nguyền rủa của thế giới bóng tối khi mục sư này sử dụng số tiền đó linh hồn của anh ta ngay lập tức bị bắt và bị đưa đến giam cầm trong thế giới vũ trụ vĩ mô của satan trong nhà tù người của đức chúa trời này sống vài tuần trên đất và sau đó ông ấy chết thời điểm anh ta sử dụng số tiền đó linh hồn của anh ta đã bị bắt vào thế giới của satan nơi anh ta được lập trình và cái chết của anh ta đã được xác định Vài ngày sau khi nhận được số tiền này Mục sư chết Nó được viết Hãy nhìn xem Ta sẽ gửi bạn ra ngoài như cừu giữa bầy sói Do đó Hãy không ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu Matthew 10, 16 Sau khi tiêu diệt người đàn ông của Đức Chúa Trời này Tôi phát hiện ra rằng một mục sư khác trong thành phố Có cánh cửa mở cho vấn đề của anh ta là ham muốn và phụ nữ Khi tôi bước vào nhà thờ này tôi thấy không có thiên thần ở cổng có một nhà thờ lớn với rất đông người nhưng nó lại trống rỗng vì không có thiên thần và lửa mục sư tham lam và ham tiền điều này là bất hợp pháp để chúng tôi xâm nhập và gây ra sự hủy diệt tôi tiếp tục cầu nguyện ma thuật và câu thần chú kết quả là những người phụ nữ xinh đẹp nổi lên từ nghĩa trang một nghĩa trang là một cửa ngõ tôi đã từng du hành đến thế giới thần thánh của satan thông qua cổng nghĩa trang cổng núi và đồi cổng nước và cổng nhà vệ sinh chính nhờ cánh cổng của nghĩa trang người phụ nữ của thế giới satan này đã xuất hiện trên trái đất người phụ nữ này đến từ thế giới của quỷ satan và cô ấy vô cùng xinh đẹp với khía cạnh của một người mẫu và cô ấy rất quyến rũ khi hạ cánh xuống nghĩa trang cô mang theo một túi tiền vẻ đẹp của người phụ nữ này không thuộc về thế giới này và khi cô đến nhà thờ không có thiên thần nào ở cổng về cơ bản luôn có hai thiên thần ở cổng các nhà thờ nghiêm trang với chúa khi người phụ nữ xấu xa này bước vào nhà thờ cô ấy đã thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình cô ấy vô cùng xinh đẹp mọi người không hề hay biết rằng người phụ nữ này thuộc thế giới của quỷ satan và cô ấy đến trái đất để thực hiện một sứ mệnh hủy diệt sau đó người phụ nữ này trở thành một thành viên của nhà thờ mỗi lần cô ấy đến nhà thờ tôi đều quan sát cô ấy bắn tia sáng và cô ấy đang dùng phi tiêu đầy quyến rũ để đánh mục sư tôi đang quan sát toàn bộ sự việc trong chiếc gương thần tôi thấy rằng mỗi khi cô ấy đến nhà thờ cô ấy đang bắn mục sư bằng phi tiêu cho rằng mục sư sống trong cảnh tà dâm ông đã bị quyến rũ bởi người phụ nữ đến từ thế giới của satan sau đó Mục sư mời cô đến văn phòng của ông ta vì ông ta đã bị dụ dỗ. Người phụ nữ xấu xa nói chuyện với mục sư nói với ông rằng cô ấy là một doanh nhân. Cô tiếp tục gieo rất nhiều tiền trong nhà thờ và cho rằng mình bị quyến rũ, mục sư đã bị dụ dỗ và quan hệ tình dục với cô. Vào thời điểm đó, linh hồn của người đàn ông của chú này đã bị bắt trong thế giới bóng tối và cái chết của anh ta đã được xác định. Cuối cùng, mục sư chết. Trong nhiệm vụ này, Tôi chỉ có thể tiêu diệt hai mục sư, những người còn lại đều bị bao vây bởi biển lửa. Họ có những thiên thần rạng rỡ có một cơ thể ánh sáng phốt pho xung quanh họ. Cho rằng không có tính hợp pháp và không có cửa mở, không có cách nào để vào và phá hủy chúng. Còn tiếp phần 3. https manadivin.com 2022 09 07